Và bây giờ, chương trình live show ca nhạc đặc biệt của ca sĩ Dương Ngọc Thái với chủ đề Một Thoáng Quê Hương Ba xin được phép bắt đầu.
dân Việt Nam nói giọng là không, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy. Yêu cô nhà bên thuở con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu. Dân cày yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa chưa sâu. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa chưa sâu. Mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa chưa sâu. Kính chào tất cả quý vị khán giả đến tham dự chương trình live show của ca sĩ Dương Ngọc Thái với chủ đề Một Thoáng Quê Hương Ba. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình đêm nay, cho phép chúng tôi xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm thưởng thức âm nhạc thật nhiều niềm vui và tràn đầy ý nghĩa. Kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta cũng đã biết, chương trình Một Thoáng Quê Hương 1 và 2 đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những người yêu thích dòng nhạc quê hương trữ tình cũng như là yêu mến giọng hát của ca sĩ Dương Ngọc Thái. Và chương trình ngày hôm nay cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đông đảo của tất cả quý vị. Bằng chứng là trong khán phòng này thì chúng tôi thấy không khí ngày hôm nay thật ấm cúng và tràn đầy ý nghĩa khi có sự tham dự đông đảo của tất cả quý vị. Bên cạnh đó, chương trình ngày hôm nay còn nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình từ phía bạn bè, gia đình, người thân và tất cả những đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ Dương Ngọc Thái. Tất cả những nỗ lực cố gắng đó đều mong muốn mang đến cho tất cả quý vị những tác phẩm thật hay, được đầu tư nghiêm túc về chất lượng nhằm đưa chương trình Một Thoáng Quê Hương trở thành một thương hiệu chương trình ca nhạc được tất cả chúng ta yêu mến. Và chúng tôi hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ như một món quà nhỏ mà ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng như gia đình của anh gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả mến thương. Và cho phép Hồng Phượng một lần nữa xin thay mặt tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia thực hiện chương trình ngày hôm nay gửi đến lời tri ân rất sâu sắc đến toàn thể tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng bước vào những cung bậc màu sắc lung linh huyền ảo với không gian âm nhạc đầy chất trữ tình lãng mạn đêm nay cùng với giọng ca của ca sĩ Dương Ngọc Thái và Một Thoáng Quê Hương Ba. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu,
tay. Tôi nhớ đêm nào, nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu, nhớ phút ban đầu, đã cho chìm đắm trời mây, lòng ngất niềm thương ấy. Tình đã trót đôi trao ngàn kiếp về sau, nào có phai màu. Có nhớ đêm nào, nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu, nhớ phút ban đầu, đang đặt chân yêu nhau, đặt chân yêu nhau. Chuyện trên bến xưa, người trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trường, rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vắn éo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn nhớ 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 phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi, đành ôm nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá băng vào nơi của trời. Sầu đông con đến bao giờ? Về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn, chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim ai đứa đau anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xin một khu vườn tình. Còn anh là chú rể mới, đi theo anh em, đi theo anh em, theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu, là em ở đó. Nơi nào yên mình tới, và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về nuôi, thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh, về làm dâu nhà anh nhá. Trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thanh thang, dọc ngang một cõi mênh mông cùng trên mọi làng. Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau một bước bao nhiêu. Hồng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới tấm lều xanh. Rồi mình đi kiếm lều xanh mình kết làm mình, rồi mình sinh khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nở khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Tớp liều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi, tớp liều lý tưởng
đâu đâu nào em ơi, tốt liệu lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Chú rể mới em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là vương. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu, là em ở đó. Nơi nào yên bình tĩnh và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm sao nhà anh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Thì nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới tôm liều sinh. Đời mình đẹp mãi có anh và em. Đến thăm anh sau mỗi tuần em ghé thăm một lần, rồi quen dần hàng đêm em anh đến nên láng giềng thấy thế bao nàng dâu. Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa, em của anh giờ là vợ người ta. Để anh mãi đau thương vì ước nguyện tháng năm dài chưa xóa được tình. Quen dần hàng đêm em anh đến nên láng giềng thay thế
vì ước nguyện tháng năm dài kia xóa được tình em, để anh mãi đau thương vì ước nguyện tháng năm dài chưa xóa được tình em. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian. Cầu xa cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thơ. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta. Tình mình
trường nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối thì lâu đài mang tên tình ấy đón hai đứa chúng ta mà mộng mơ cỡ làm sao em lại hững hờ, mất biết khiến gì rung động lòng anh, biết làm sao khi tình trạng nàng em xinh tươi hơn bao muôn hoa ngọc ngà, trong đêm nay em như tiên nga cho anh bao yêu thương đam mê, và người ơi hôm nay xin em hãy nói em mới có yêu anh không. Em hãy nói đi em ơi, nói đi em ơi, em mới có yêu anh không, anh mới có yêu em không, và đến trong tình yêu em mới có yêu anh không, anh mới có yêu em không, hãy nói đi em ơi, hãy nói đi anh ơi, em mới có yêu anh không, anh mới có yêu em không, hãy nói đi thật lòng. Với tôi đôi lời xin chớ lặng thinh, cho anh xin một chút tình. Ê ô, cô em yêu kiều, nàng đẹp xinh quá đi thôi. Ê ô, em như thiên thần lặn vào trong mắt tôi. Này người yêu ơi, này người yêu ơi, nếu có yêu tôi, nếu có yêu tôi, chớ nên nghi ngờ, chớ nên nghi ngờ, con tim anh có em mà thôi. Này người yêu ơi, này người yêu ơi, nếu có yêu tôi, nếu có yêu tôi, hãy yêu cho tròn, hãy yêu cho tròn. Có em mà thôi. Này người yêu ơi, này người yêu ơi, nếu có yêu tôi, nếu có yêu tôi, hãy yêu cho tròn, hãy yêu cho tròn, chỉ yêu nhau hoài em nhé. Vừa thưởng thức những ca khúc rất quen thuộc qua giọng ca của nam ca sĩ Dương Ngọc Thái, và chắc hẳn rằng tất cả quý vị, những ai yêu mến giọng ca của anh cũng dễ dàng nhận ra là những tác phẩm này mặc dù đã rất quen thuộc rồi nhưng đã được anh thổi vào một hơi thở đương đại và đầy sức trẻ trung và nhiệt huyết của anh, cùng với những nàng công chúa trong chương trình mà chúng ta vừa mới gặp gỡ như Hồ Kim, Triệu Ái Vi, Phạm Thanh Thảo, Uyên Trang và Nhật Kim Anh. Một điều đặc biệt nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là có tới 90% các ca khúc trong chương trình ngày hôm nay được sáng tác mới để nhằm phục vụ tất cả quý vị. Vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng thì chương trình sẽ còn tiếp tục nhận sự đồng cảm và chia sẻ hết sức nhiệt tình từ phía tất cả quý vị khán giả. Và Hồng Phượng tin chắc rằng tất cả những quý vị khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay đều là những người dành rất nhiều tình cảm cho ca sĩ Dương Ngọc Thái. Cũng chính vì vậy mà cho Hồng Phượng được chia sẻ với tất cả
quý vị một chút. Đây là ca sĩ Dương Ngọc Thái của chúng ta, xuất thân từ quê hương miền Trung, với nắng và gió, với núi cao hùng vĩ, với những bờ cát dài thiên nhiên tuyệt đẹp. Đó là những ưu đãi của tạo hóa. Nhưng bên cạnh đó, miền Trung cũng là một mảnh đất vô cùng khắc nghiệt của hạn hán bão lũ kéo dài, đã tạo nên những con người chịu thương chịu khó, sẵn sàng vượt qua những gian nan khó khăn để vươn lên và khẳng định mình trong cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà những người con của khúc ruột miền Trung như ca sĩ Dương Ngọc Thái, mặc dù tạm rời xa quê hương để định cư tại vùng đất phương Nam này, nhưng những người con ấy vẫn luôn hướng về quê hương miền Trung để yêu thương và chia sẻ. Xin được hướng về quê hương miền Trung bằng tất cả những tình cảm yêu thương, bởi lẽ đó chính là miền Trung quê hương tôi. Em bé mồ côi da sạm nắng, một cụ già tay cầm chiếc gậy tre, một bà lão ngu ngơ mắt nhạt nhòa, vẫn chán suy tư già chưa no. Họ là ai, họ là ai? Cơn đói từng ngày, cơn đói từng ngày, lang thang bơ vơ góc chợ khuya, giấc ngủ chưa yên, cơn gió lạnh, họ không nhà, không nhà. Đường đời sẽ đưa họ về đâu? Bóng tối phai quanh cả cuộc đời. Đường nào sẽ đưa họ về đâu? Bóng tối phai quanh bất hạnh này. Nhiều lắm em thơ và cụ già, người tận nguyện, người xa xứ ghé mồ xa xôi. Sinh tôi ra trong một hoàn cảnh khốn cùng, rồi cha tôi mất sớm, mẹ và tôi phải trôi dạt vào mảnh đất Sài Gòn, mong tìm được tương lai ở mảnh đất náo nhiệt và đông người này. Tuổi mới lên năm, tôi đã đi rao bán giữa trời đời để mong được phụ mẹ đỡ được phần nào trong cuộc sống. Bao đêm tôi đã hằng mơ được một manh áo ấm, được một bữa cơm no, được cấp sách đến trường như bao trẻ em khác. Bé kia cũng đã đến với tôi. Tôi đã bước qua mảnh đời này để vươn đến mảnh đời khác. Niềm vui chưa trọn vẹn khi một lần nữa nước mắt của tôi lại rơi. Tôi khóc cho những số phận không may, tôi khóc cho những mảnh đời bất hạnh. Họ không nhà, rồi họ sẽ đi về đâu đây? Đường đời sẽ đưa họ về đâu? Sẽ đưa họ về đâu? Bóng tối vây quanh bất hạnh này. Nhiều lắm em thơ và cụ già, người tận nguyện, người xa xứ kẻ mồ côi. Đói rơi bơ vơ giữa chợ đời, họ về đâu khi mái ấm không còn?
mái ấm không. Theo
con đò chìm dưới sông sâu. Chuyến đò chiều nay đành những tâm cứ mất con rồi. Thương con bây giờ theo con đò. Chìm dưới sông sâu. Xót xa trong lòng, thương đồng ruộng khô quanh năm, thương dùng cả trăng, thương từng bờ đê con sông uốn quanh chảy dài. Bên mái tranh nghèo mẹ già đang ngồi chờ con. Giờ đây bỗng nghe lòng đau, nói không thành câu khi nhìn dòng nước nghiêng quang. Mẹ ơi, con phải làm sao? Con phải làm sao ngăn dòng nước lũ dâng cao? Thương về miền Trung mà nước mắt không ngừng trào. Thương đàn em thơ bơ vơ không mẹ không cha, quê nghèo chìm trong tan hoang biết bao mà ai nhà. Thương những mảnh đời cơ hàng đang ngồi chờ cơm. Xa trong lòng, thương đồng ruộng khô quanh năm, thương dùng cả trăng, thương từng bờ đê con sông uốn quanh chảy dài. Bên mái tranh nghèo mẹ già đang ngồi chờ con. Giờ đây bỗng nghe lòng đau, nói không thành câu khi nhìn dòng nước nghiêng quang. Mẹ ơi, con phải làm sao? Con phải làm sao ngăn dòng nước lũ dâng cao? Thương về miền Trung mà nước mắt không ngừng trào. Thương đàn em thơ bơ vơ không mẹ không cha, quê nghèo chìm trong tan hoang biết bao mà ai nhà. Thương những mảnh đời cơ hàn đang ngồi chờ cơm. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hỡi những trái tim con người Việt Nam, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cả nước giang tay hướng về miền Trung, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hỡi những trái tim con người Việt Nam.
cảm ơn ca sĩ Ngọc Sơn ngày hôm nay anh đã đến đây để biểu diễn trong chương trình live show của ca sĩ Dương Ngọc Thái. Và chắc chắn rằng tất cả mọi người cũng rất là muốn biết là tại sao trong tất cả những chương trình của Thái đều có những ca khúc viết về miền Trung như vậy. Trước tiên thì Dương Ngọc Thái xin gửi đến quý vị thân thương đã đến để ủng hộ cho chương trình live show 3 của Dương Ngọc Thái. Thái không biết nói gì hơn, xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất của Dương Ngọc Thái. Xin ơn rất nhiều. Thưa chị, thì tất cả những chương trình live show Dương Ngọc Thái đã làm thì nói về miền Trung thì đó là quê hương mà Thái đã sinh ra tại miền Trung. Thái là người của đứa con của miền Trung nên rất là nặng về quê hương của mình, nên bài hát nào Thái cũng chọn và ca khúc mà có miền Trung hay là Thái chọn Thái hát thể hiện liền. Dạ vâng, điều đó thì cũng là dễ hiểu thôi, nhưng mà bên cạnh những tiết mục biểu diễn của mình, những ca khúc của mình thì Thái còn có những hành động thực tế như thế nào để hướng về quê hương của mình nữa? Dạ vâng, trong live show 2 thì Dương Ngọc Thái đã gây quỹ được tất cả những số tiền bán được từ bức tranh là và số tiền bán từ Thủy Banh cũng như số tiền vận động ngay tại sân khấu là Dương Ngọc Thái tặng đĩa và quý vị ủng hộ lại để gây số tiền quỹ được 100 triệu. Thái đã cùng ba mẹ Thái, đích thân Thái và ba mẹ Thái đi xe từ thành phố Hồ Chí Minh về quê của Thái để phát gạo cho bà con nghèo lũ lụt ngay cái thời đó, lúc đó. Và hôm nay, đáng lý là Dương Ngọc Thái, hôm nay là ngày 18 tháng 6, thì Dương Ngọc Thái cũng phát hành cái CD Xa Em Gái Quê. Nhưng mà bị trục trặc một điều là bên hãng băng không có làm kịp để phát hành ngày hôm nay. Điều đáng tiếc, Thái đã tính là trong chương trình này Thái bán băng đĩa và tất cả số tiền quyên góp trong băng đĩa này Thái sẽ làm từ thiện nữa. Nhưng mà không làm được, đó là ngoài ý muốn. Mong quý vị thông cảm cho. Dạ vâng, dạ đó là những tấm lòng rất là đáng quý của các anh chị em nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Dương Ngọc Thái của chúng ta. Và Thái ơi, tại sao trong những cái chương trình live show của bạn, bạn lại chọn chủ đề là một thoáng quê hương mà không phải là một chủ đề nào khác mà có thể hấp dẫn nhiều hơn đối với các bạn trẻ hiện nay? Lúc đầu làm live show 1 thì suy nghĩ kỹ lắm, Dương Ngọc Thái cũng suy nghĩ kỹ lắm, không biết chọn cái chủ đề nào mà cho nó quê hương, mà cho nó mình hát nhạc quê hương mà chọn chủ đề nào cho nó nghe nó quê hương chút. Thì suy nghĩ kỹ và quyết định là mình lấy quê hương, có chữ quê hương rồi mà mình không có thể nào lấy quê chọn được, mình lấy một thoáng thôi, một thoáng quê hương thôi. Nhưng mà đây là cũng một cái tiêu đề mà Dương Ngọc Thái không những một live show 1, một thoáng quê hương 1, một thoáng quê hương 2, một thoáng quê hương 3 mà quý vị đã xem hôm nay, và còn những một thoáng quê hương 4, một thoáng quê hương 5, rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Nếu quý vị ủng hộ như thế này thì năm nào Thái cũng làm một cái thoáng quê hương. Xin cảm ơn rất nhiều. Thái cũng thấy là mọi người ủng hộ Thái rất nhiều bằng những tràng pháo tay rất là lớn. Vậy thì Thái có dự định là sẽ đẩy chương trình một thoáng quê hương trở thành một chương trình ca nhạc định kỳ hàng năm hoặc là hàng tháng hay không? Dạ, như Thái nói hồi nãy thì Thái sẽ một năm Thái sẽ làm một lần. Nếu được quý vị ủng hộ như thế này thì Thái sẽ cố gắng một năm sẽ cố gắng làm một cái live show một thoáng quê hương để gửi đến quý vị những bài hát quê hương, chữ tình được yêu mến. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ông Phượng tin rằng là một thoáng quê hương sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Vâng ạ, hôm nay thì có sự hiện diện của rất nhiều, Thái nhìn ở dưới là rất nhiều bà con, cô bác cũng như gia đình của Thái. Đây là có ba mẹ của Thái cũng như ông ngoại, bà ngoại, cô dượng, ông bác và mấy ông anh. Thấy ở đây chói không thấy rõ nhưng mà thực sự rất là nhiều anh em từ Hà Nội cũng như từ miền Tây, là tất cả các tỉnh đã lên đây ủng hộ cho Dương Ngọc Thái. Và đặc biệt là một điều nữa là được sự yêu mến của quý vị ở ngay thành phố Hồ Chí Minh và đến rất đông như thế này để ủng hộ Dương Ngọc Thái. Một lần nữa Dương Ngọc Thái xin gửi đến những lời cảm ơn chân thành nhất của Dương Ngọc Thái đến quý vị. Xin mời rất nhiều. Dạ thưa quý vị, như ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng nói là hiện giờ thì những nhà tài trợ yêu thương nhất của anh đang ngồi ngay hàng đầu của quý vị khán giả để có thể ủng hộ cho anh hết mình trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được mời song thân của ca sĩ Dương Ngọc Thái lên sân khấu để ra mắt mọi người được không ạ? Xin mời hai bác ạ. Vì cho ba má Thái một chậu thẹt lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thái được như ngày hôm nay, được đứng lên sân khấu, được hát cho quý vị nghe thế này nay, thì công lao cha mẹ rất là lớn, đã nuôi Thái từ nhỏ và đã trưởng thành. Đây là một điều mà Thái không bao giờ quên, cuộc đời Thái không bao giờ quên được công lao của cha mẹ. Và sau này con cái Thái cũng vậy, không bao giờ quên ông bà nội của nó. Xin cảm ơn ba. Dạ thưa quý vị, đây là những bó hoa tươi thắm tượng trưng cho những tình cảm hết sức ưu ái và thân thương của hai đấng song thân của cha mẹ ca sĩ Dương Ngọc Thái dành cho anh. Và cùng với những tình cảm của gia đình, bạn bè, người thân cũng như tất cả quý vị khán giả thì tin chắc rằng live show của ca sĩ Dương Ngọc Thái định kỳ hàng năm sẽ thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ chắc là Thái vào trong để chuẩn bị những tiết mục tiếp theo đi ha. Còn cho phép con xin được giao lưu với hai bác một chút được không ạ? Dạ thưa bác, con thấy là bác cười rất là tươi.
Dạ, hôm nay con thấy bác cười tươi lắm và bác gái cũng vậy nữa. À, hiện giờ thì bác có cảm xúc như thế nào ạ? Chắc là xúc động lắm đúng không ạ? Kính thưa quý khán giả, kính thưa tất cả khách quý, tất cả nói chung là xa gần từ tất cả trong nước. Nói chung là nay Dương Ngọc Thái là con của chưa vợ chồng chúng tôi mở một live show chương trình này để hòa bình như nay, nhưng mà thấy khán giả rất là đông và rất là ủng hộ về Dương Ngọc Thái, và tôi cảm ơn tất cả quý vị chân khách hôm nay. Dạ vâng, một ít phút ngắn ngủi, một ít câu như vậy thôi, một ít lời như thế, nhưng mà cũng được thấy được là sự hạnh phúc rất là hạnh phúc rất là lớn của hai đấng song thân khi mà nhìn thấy thành công của ca sĩ Dương Ngọc Thái trong ngày hôm nay. Con xin cảm ơn hai bác ạ. Dạ. Dạ thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng trở lại với giọng ca của ca sĩ Dương Ngọc Thái trong chương trình Một Thoáng Quê Hương Ba. Nhưng đời muôn lối khó tránh chia đôi. Ai đã kêu chờ ai, ai nỡ quên ai rồi. Vui tình mới xa xôi, chỉ tội thân tôi lỡ dòng đời trôi. Người ơi, nỡ quên sao người, làm sao dễ quên một thời giống như ai đã từng quên ai, giống như em gửi sầu ra đi chẳng đành lòng. Nhìn lại dòng sông có con đò dạt trôi dưới dòng, người ta đã quên tôi rồi. Tình duyên xanh như bọt bèo, hỡi ai ơi, nỡ đành quên sao nghĩa phu thê, nỡ nào quên mau sống dạt dào. Lào sao bờ sông đánh con đò tà tơi dưới dòng. Nỡ đành quên sao nghĩa phu thê,
nỡ nào quên mau sóng dạt dào lào sao bờ sông đánh con đò tà tới dưới dòng. Duyên hỡi duyên tùy duyên, duyên hữu duyên do trời, ai đã kêu chờ ai, ai nỡ quên ai rồi. Tội thân tôi lỡ dòng đời trôi. Trong tàn phai có phải do trời hay bởi lòng người thay trắng đổi đen? Yêu trong toan tính sang hèn, yêu trong ích kỷ nhỏ nhen, yêu theo kiểu thấy chẳng quên đèn. Rồi bảo vì yêu nên khổ đau nhiều, nào ai biết được tình có bao nhiêu. Yêu theo nắng sớm mưa chiều, tình em dối gian bao điều, chót yêu người nên đời quạnh hiu. Người ơi đừng níu kéo thêm chi, để rồi ra đi giết chết tim anh trong từ ly. Chỉ còn mình anh ôm kỷ niệm, càng cố quên người càng nhớ thương thêm. Từ người ta bay về làm dâu nơi xứ xa, đường tình hai lối chúc em bình yên hạnh phúc bên người. Em rồi cũng bỏ anh mà đi, chỉ còn lại anh với những kỷ niệm đã qua, những tháng ngày nồng mặn. Biết tìm đâu niềm hạnh phúc lứa đôi em đã trao cho người ta rồi. Cậu mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Tạm biệt anh. Rồi bảo vì yêu nên khổ đau nhiều, nào ai biết được tình có bao nhiêu. Yêu theo nắng sớm mưa chiều, tình em dối gian bao điều, chất yêu người nên đời quạnh hiu. Người ơi đừng níu kéo thêm chi, để rồi ra đi giết chết tim anh trong từ ly. Chỉ còn mình anh ôm kỷ niệm, càng cố quên người càng nhớ thương thêm. Từ đây đành mãi mãi chia xa, thà một lần đau tiếng bước em vui bên người ta. Mai về làm sâu nơi xứ xa, đường tình hai lối chúc em bình yên hạnh phúc bên người. Mai về làm dâu nơi xứ xa,
hạnh phúc bên người. Cuộc tình đẹp dùng đi cho ta nhiều kỷ niệm, một đời đam mê ta luôn tìm thiên đường hạnh phúc. Tưởng rằng tình yêu đã có trong tay, nào ngờ chỉ là giấc mơ, mà suốt đời này ta luôn mang sầu thương nhớ. Cuộc tình lầm lỡ luôn mang đến cho ta nhiều xót xa, một đời đam mê đi tìm thiên đường hạnh phúc. Tưởng rằng đã có trong tay một giấc mơ hoa, mà giờ nhận ra tình em chỉ là thoáng giây đùa vui. Cuộc tình vội đến rồi vội đi, gợi lòng ta bao nỗi buồn, lệ tràn bờ mi, chỉ riêng mình ta thương nhớ. Giờ người đã bước đi cùng ai, bên người tình mới trong giàu xa, thà ta cố quên còn hơn suốt đời hôm sau nhớ. Thôi em về đi, đừng nhắc tên tôi làm chi, là người thay đổi thay. Ai là người có lỗi, tự hỏi trái tim mình đi. Trong cuộc đời chúng ta không ai không có lỗi lầm. Vội đến giờ vội đi, gợi lòng ta bao nỗi buồn, lệ tràn bờ mi, chỉ riêng mình ta thương nhớ. Giờ người đã bước đi cùng ai, bên người tình mới trong giàu sang, thà ta cố quên còn ơn suốt đời hôm sau nhớ. Không có lỗi lầm. Thôi em về đi, đừng nhắc tên tôi làm chi, vì cuộc tình ta chính em là người thay đổi. Ai là người có lỗi, tự hỏi trái tim mình đi. Trong cuộc đời chúng ta không ai không có lỗi lầm. Trong cuộc đời chúng ta không ai không có lỗi lầm. Thank you.
trở về miền quê tìm em gái nhỏ năm nào. Ngày xưa chung lối mối tình nghèo mơ ước đẹp đôi, duyên thắm nồng trao cho nhau tiếng hẹn ban đầu. Bến xưa năm nào em còn đợi chờ nhau. Rồi một chiều trở về miền quê tìm em gái nhỏ năm nào. Làng xưa còn đây nơi bến xưa thiếu vắng người đưa, thăm hỏi người quen người ta nói em theo chồng. Anh xót xa lòng ôm sầu đứng lặng bờ sông. Chiều nay đường xưa anh bước, ai đã qua cầu bỏ lại sau lưng niềm đau dở dang. Chiều nay có tiếng vui cười đưa tiếng một người nuốt lệ buồn đau. Chiều mình tôi tái tê người đi quên câu hẹn hò, bên nhớ con đò em quên rồi ước hẹn ngày qua. Về miền quê tìm em gái nhỏ năm nào. Làng xưa còn đây nơi bến xưa thiếu vắng người đưa, thăm hỏi người quen người ta nói em theo chồng. Anh xót xa lòng ôm sầu đứng lặng bờ sông. Chiều nay đường xưa anh cao dở dàng. Chiều nay có tiếng vui cười đưa tiếng một người nuốt lệ buồn đau. Chiều nào đường để chung lối nay đã xa rồi, lối nhỏ con đê mình tôi tái tê người. Đi trên con đò này cũng mang theo quần áo mặc bằng phao lớn thờ khi con đò chìm sao. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy, hát cái gì vậy? Vui vui trời ơi vui. Cái bài của tôi bài ai cũng biết hết trơn rồi, tự nhiên hát cái gì tùm lum lời vui vậy? Đây chọc cậu, trời ơi vui lắm cậu ơi. Cậu vừa ca cái bài này xong cậu biết không? Bà con khán giả khen cậu rần rần. Phải không? Chắc ăn cái bài này là bài đinh trong chương trình này. Phải không? Phải. Trời ơi bắt tay mẹ có coi. Vui không? Vui quá vui rồi. Nhưng mà còn cái bài này vui mới hơn cái bài của cậu vừa rồi nữa nè. Bài gì? Vợ lớn cậu lên. Gì? Vợ lớn cậu lên. Ai? Thảo. Trời ơi dứt bà dưới quê đâu rồi lên đây mày. Vậy mà lên. Ôi, rồi mới chứ. Đâu? Bây giờ muốn sao? Muốn cho vô hay giờ? Thôi rồi bây giờ nè. Sao? Nghe lời anh. Nghe sao? Lời. Đi vô kêu bà đi về khách sạn gần đây nhất. Ở đi.
một lát nữa anh về nha, đi đi. À bây giờ là kêu mợ Thảo á đi kiếm khách sạn cho bà ở ha. Ừ. Bây giờ cậu chịu rồi, trách nhiệm nha. Ok, cậu chịu chịu. Chắc chắn không? Rồi, không okay. Có hận nha. Rồi. Hôn hôn con miếng đi. Rồi, cậu không có phải không? Rồi. Rồi khỏi hôn, con kêu bả vô luôn rồi. Mày hay quá. Vô đi mợ ơi. Trời ơi chết tôi rồi, cháy nhà. Mợ vô mợ. Trời ơi là trời. Mợ Thảo vô đi mợ ơi. Dạ. Trời ơi là trời. Cảm ơn cậu đã hôn con. Cháu. Trời ơi trời cháu, trời. Cháu, cháu. Nhớ chồng quá. Trời ơi đi đâu đây trời ơi, sao lên không báo cho anh biết vậy? Trời ơi người ta đi xe đò cực cũng chết luôn à. Ta đi. Cô vào, cô vào búa gì trong đây không? Không, không có gì chứ. Mà sao em lên không gọi cho anh biết? Thì tính tạo cho bất ngờ nè, em đi xe đò cực quá trời luôn. Mà cũng may là đồ đạc cũng gọn gàng. Tôi gắm chồng tôi cái con. Tới rồi xoay vòng em coi coi. Thôi sao ốm dữ vậy, cho này không ai cho ăn uống không gì ăn đâu. Uống gì đâu. Nè em có mang quá trời đồ mà anh thích luôn nè. Nè có nhiều mắm đó nha, cũng có lóc có linh nè. Rồi có tôm khô nữa nè. Khô mực nữa, anh khoái ăn khô mực em biết. Rồi. Mấy cái đó ngày nào cũng ăn chán lắm rồi, còn cái khác không? Ủa? Trên này làm gì có mắm đầu ăn trời. Không phải, khán giả fan hâm mộ, nó khoái anh. Nó khoái, nó đem lên nó cho. À vậy hả, fan hâm mộ phải không? Fan hâm mộ của anh. Ừ. Thôi bây giờ nói em gì nè. Hả? Bây giờ nói vậy nè, nghe anh ha. Lên đây là ok rồi. Dạ. Bây giờ anh đang tập chương trình. Em chạy, em đi bây giờ kêu thằng Bo á, nó dẫn em vô khách sạn gần đây nhất. Đó, em cứ ở đó tắm rửa sạch đi, ở đó đi đợi anh đi. Anh tập một bài hát nữa xong anh về với em liền nha. Bài nữa thôi hả? Một bài nữa thôi anh về liền. Thôi sẵn bài vậy cho em ở lại coi luôn đi. Thôi, ở đây dưỡng tài dưỡng chân lắm. Bây giờ em đi về đi, bây giờ em đi về khách sạn gần đây nhất rồi. Dạ, anh về. Là anh về. Thương nha, thương. Bài đúng không? À, thương nha. Được không? Nghe một bài nữa thôi anh hứa em. Dạ, bây giờ anh về liền nha. Đi. Bài thôi à, nghe. Một bài thôi, hứa vợ nghe. Bài chồng. Ok vợ. Ngoan. Ý quên mà tập một bài với ai vậy? Thì anh còn tập một bài với chị Phi Nhung nữa thôi. Trời, chị Phi Nhung, em khoái chị Phi Nhung lắm. Thôi được rồi, được rồi. Để em ở lại đây em coi chị Phi Nhung hát. Thôi đi. Mà tối nay bài chị Phi Nhung cũng diễn thôi bây giờ. Em đi về đi. Tối nay chị diễn bận đồ đẹp thì mình coi. Bây giờ chị đâu bận đồ đẹp đâu. À vậy là giờ tập không có mặc đồ đẹp. À không đồ đẹp tối coi. Mới đồ tối mặc đồ đẹp coi ha, dạ. Ngoan ha. Thôi vậy em. Ừ, vậy em đợi chồng rồi nha. Rồi, ok dạ. Bye chồng nha. Rồi. Ý mà từ lát nữa chồng tập với lại chị Phi Nhung bài gì vậy chồng? Trời ơi. Bài chuyện tình La Lan. Chuyện tình La Lan, trời em khoái bài này thôi, em nhất định em phải ở lại à. Thôi mà. Cái gì nữa mày? Nghe nè. Cái gì đó ông nội? Tin vui. Gì nữa? Tin vui. Tin gì? Vợ bé cậu tới nữa. Trời. Khoái rồi. Ủa sao em nghe anh Bo nói gì mà gì bé bé lớn lớn anh nói là vậy? Chỉnh âm thanh bé bé lại lên lớn quá. À dạ. Dạ. Chỉnh âm thanh nhỏ lại. Mày chạy ra ngoài đó. Sao? Mày kêu vợ bé anh là ai? La Lan. Trời. La Lan vô đây là La Lan luôn, chết tao. Thì mới ăn nhầm gì? Bây giờ nè. Sao? Thì ra ngoài mày kêu á. Sao? La Lan á, dạ. Đi về đi, một lát nữa anh Thái gọi điện thoại. À, bây giờ sợ trái nhà phải không? Trái nhà. Cho trái luôn đi. Con kêu cứu quả lại chữa cho. Thôi. Kệ cũng sao đâu. Bây giờ nghe không? Bây giờ sao? Nghe, bây giờ kêu La Lan nghe đi cậu không? Cậu cho thưởng nè, ok. À, ok, thưởng. Kêu La Lan đi, cậu rồi. Trọng thưởng cho con. Rồi, ok. Thề đi. Thề. Đưa tay lên thề. Cậu thề phải không? Okay. Khỏi thề, con kêu bả tới luôn rồi. Mày hay quá cái thằng này. Dạ mời, mời La Lan vào. Trời ơi. Em xin kể ra nơi chị đây. Chị Phi Nhung tới chị rồi. Em tình người thiếu nữ đẹp. Đẹp chị như Phi... đóa hoa lan rừng. Ủa, chị Phi Nhung... Ôi sắc hương mặn nồng. Wow. Nàng mang tên là La Lan người xứ cô măng. Ôi La Lan chết trên sườn đèo. Thì gớm quá. Trời ơi, không phải Phi Nhung. Thái ơi. Thái à. Thái ơi, anh đâu rồi? Kìa. Bên đây nè. Thái Ngọc Dương. Ủa, anh Dương Ngọc Thái. Quỷ nè. Trời ơi, đẹp đi trời. Đi cái gì? Mà sáng giờ em đợi anh tập, em mua phở cho anh ăn, không ra ăn, làm em ăn mình no muốn chết luôn à. Nè, sáng giờ tập với ai vậy? Bữa nay có nghe nói ca sĩ đông lắm hả Thái? Nè, tối nay anh lấy vé VIP cho em xem nha. Chương trình live show của anh em phải coi vé VIP đó. Vé thường em không coi đâu. Nha Thái. Ai vậy? Ca sĩ mới hả? Không phải. Nhỏ nào vậy? Không phải ca sĩ mới. Ca sĩ nào mới vậy? Nói đây. Ca sĩ anh Thái. Không phải. Không phải ca sĩ hả? Chắc tiếp thị quá. Bán gì vậy? Xà bông hay bằng chải? Ai chị ấy ơi, tiếp thị.
có bán cái gì, cái loại gì mà trúng thưởng á, cào cào trúng thưởng có không? Bán cho tôi với chồng tôi đi. Trời ơi là trời, ở đâu nhào vô đây tự nhiên là cào cào cào, còn kêu chồng mình là chồng bả, nó tôi cào vô mặt bà bây giờ á. Không giữ nha. Anh ai qua vậy? Đây, anh đi qua đây, anh nói cho 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 cái khối này vậy, vậy hả Thái? Ai vậy? Ai? Em là cái gì của anh? Anh nói đi, em là cái gì của anh? Nói đi, anh nói đi. Em là cái gì? Còn bà là cái gì hả? Bà là cái gì của Thái mà vô đây làm sùm? Thái, Thái nói cho con nhỏ này nó biết đi, em là cái gì của Thái? Thái nói đi. Ai vậy anh? Phan hâm mộ. À, Phan hâm mộ. Nó bậy. Phan hâm mộ mà làm quá à? Bậy bậy. Phan hâm mộ mà ngủ chung mà Phan hâm mộ. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết ra. Không ơi. Chết ra, chết ra. Chết cái gì? Bà buông ra đi. Trời, cô làm bà cái dạo, gì vậy? Cô làm cái gì hả? Nè, nè, anh không có ai mà. Nghe, 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 nghe. Nghe, ông nói bậy bạ, có khán giả nói bậy bạ. Anh nói cho Phan hâm mộ của anh biết em là cái gì? Anh nói liền tại, anh nói liền. Tôi là vợ, tôi là vợ của anh Thái. Vợ gì? Lại, 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 lại. Anh nói tầm bậy nói, em mà nói Phan hâm mộ mà ngủ chung mà hâm mộ gì kỳ vậy? Không có Phan nào mà bị ngủ chung hết á. Trời đất ơi, ta Phan người ta mến mà ngủ với ta mà lấy tôi rồi mà đặt nó này nó nọ. Nói đi, biết ai không? Thì biết anh giới thiệu đi. Em là nói đại là vợ nhỏ anh đi rồi cho khán giả ta biết, ta về đừng có bu anh nữa. Vợ lớn anh đó hả? Ai? Con lớn đó hả? Ừ. Lên nào vậy? Sao anh nói tôi? Quá anh nói với rồi. Tôi là anh ly dị rồi. Mà vừa lớn là anh coi như người ở mà anh... Trời đất ơi, trời đất ơi. Thôi, mà. Ở nhà đủ rồi. Đúng trời gì? Ơi, anh nghĩ sao mà anh bỏ vợ, bỏ con ở nhà mà anh đi lên trên đây anh diễn rồi, rồi anh live show rồi anh live luôn cái bà này vậy. Trời ơi, bà nhìn xấu như con mắt vậy đó. Già quá. Ê, nói chuyện cẩn thận nha. Ai già? Cô với ai? Hả? Tôi già. Chứ còn gì nữa? Nghe nói này ấy ơi. Vậy? Ấy trẻ. Chứ sao? Nhưng mà nghe ông bà xưa nói nè. Vậy? Trẻ người non già. Chứ già thì sao? Gừng càng già càng cay. Tôi già mà tôi có kinh nghiệm. Thôi đi, nhìn con không có được cái gì mà bằng tôi hết trơn á. Cái gì? Chị nói gì? Con không có gì được bằng tôi hết trơn á. Chị được hơn tôi cái gì chị nói đi. Thì nhìn đi, tôi trẻ hơn cô. Thấy không? Tình yêu không có phân biệt tuổi tác. Còn gì nữa không? Tôi cao hơn cô. Rồi bà mang quốc cao. Tôi mai mai tôi mua đôi khác, tôi cao hơn bà hả? Tôi trắng hơn cô nè. Trắng là tại vì ba thành phố. Tôi làm giấy. Tôi nướng thịt, tôi đen. Tôi bán cơm tấm, tôi nướng thịt, tôi đen. Trời ơi, cái gì nó cũng nói được hết trơn á, đúng. Anh nói đại đi, dạ. Anh giải quyết vấn đề đại đi. Sao? Không biết đâu, chồng mới yêu em rồi, chồng đi ông mắm già đó, thấy ghê quá. Không có mà, không có đâu. Cái gì? Chồng gì yêu đó? Vợ mà, vợ nhớ không? Hai đứa mình nhớ không? Hai đứa mình những ngày nào, tối nào cũng ra bờ sông á. Rồi mình vừa ăn cái gì? Chồng vợ nhớ là chồng mua hột dưa nè, hai đứa mình dưa nè, rồi hột bí nè, cắn tới hột bí cái chồng mua qua tới hột mít nữa nè. Trời, hột mít cái gì vậy mày? Trời ơi trời, cái gì kể đại đi, kể cái gì vậy? Hột bí nè, rồi hột mít nè, hột hột dẻ nè đó. Ủa? Rồi hột quá trời hột đó, đó trời. Cái kỷ niệm sao chồng thôi, thôi dẹp dẹp cái đó đi. Vợ chồng gì tối ngày ăn hột không hả? Trời ơi, cả vậy mà bởi vậy không, bà không ly dị bà thì phải rồi. Cả vợ chồng tôi hả? Dù gì đi nữa, hột hay không hột thì cũng là kỷ niệm của vợ chồng. Kỷ niệm tôi. Của chị với chồng chị khi xưa không có nghĩa lý gì kỷ niệm tôi với anh Thái hiện tại đâu, đúng nói không gì? Thái kỷ niệm gì kể nghe chị trời hỏi thôi. Chồng chị á, kỷ niệm gì? Kỷ niệm gì hả? Mỗi khi giảng hát ảnh có tâm sự buồn, tôi ảnh rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm gì nói nghe? Nhậu. Trời đất ơi, con gái ăn lướt, nhậu mà không đi giấu đi còn đem mà khoe nữa. Không phải nhậu bình thường, nhậu không có ăn hột bí, hột dưa như vợ chồng chị đâu. Chứ ăn gì? Tôi với anh Thái nhậu thịt rừng không à. Trời đất ơi. Hai đứa tối nào cũng quất nguyên heo rừng vậy đó. Trời đất ơi, hèn gì anh. Chưa đâu. La Lan. Chưa, để em kể hết đi. La Lan. Tính luôn cho rồi, chưa hết còn nữa nè. Cái gì nữa? Vợ anh tên gì? Thảo phải không? Nghe nói tên Thảo. Thảo ơi, nghe Lan nói nè. Mệt. Chị ở với chồng chị á, chị chưa biết tánh chồng chị đâu. Bởi vậy không có ăn nhậu cho nên không biết nhậu. Đây nè, tôi với chồng chị bây giờ ăn nhậu rồi mới biết tánh chồng chị xấu tánh lắm. Sao xấu tánh gì? Nhậu vô xỉn không biết gì hết, nằm phơi thay ngủ. Tôi muốn làm tôi làm. Hả trời, cái gì vậy? Dạ. Cái gì mà nhậu không vô nằm nữa
không. Bà muốn làm gì bà làm, không. Giờ sao? Không có. Bây giờ sao anh nói luôn đi, giải quyết tại đây luôn. Anh, em biết anh rồi, anh hay nhậu. Anh buồn thì anh mới gọi La Lan ra nhậu. Nhậu xong rồi anh xỉn, La Lan đưa anh về thôi, đâu gì đâu. Thôi mà. Anh nói đại, chia tay. Bên nào? La Lan. Anh muốn bên nào? Thôi La Lan. Anh nói đi, bây giờ anh nói đi, em với bà là anh chọn ai, anh nói đi. Cái kiểu chọn bơ hay chọn sầu riêng? Trời ơi trời, bây giờ làm sao bây giờ trời? Bên kia là bơ, bên đây sầu riêng nè. Nghĩ sao vậy? Tướng vậy mà hả? Đòi đèo bồng chồng tôi là ca sĩ nổi tiếng. Nghĩ hỏi sao? Đi. Tôi qua, tôi thì đó, bây giờ có mặt ổng đó, ổng mê ai? Ổng ở với ai thì tùy ổng. Tự nhiên giờ vô gây gỗ với tôi hả? Tức quá mà. Anh nói đại đi. Thái, đừng bỏ em Thái. Dạ dạ. Thái, anh hứa với em sao? Người đó và em, anh chọn ai? Hãy nói ra thật lòng đi. Tội tình chi mà anh lại che giấu? Bởi vì khi yêu anh, em muốn yêu cho hết lòng. Thế nên em muốn anh nói ra. Vậy là em phải ra đi, em nhường hạnh phúc cho người ta. Hay là anh phải chia tay con vợ lỡ? Chuyện tình yêu tay ba đâu có vui gì. Với em tình yêu không che giấu. Biết nói sao giờ đây, anh đã có lỗi với cả hai. Khi xé đôi còn tìm ra để yêu. Thế nhưng trong thầm tâm anh đầy đau muốn. Thật ra anh có nói khổ gì? Nỗi khổ của anh là sao? Hãy nói ra thật đi, để xem em có tha thứ không nào. Trước đây anh gặp em là tình yêu duy nhất. Trái tim anh vẫn muốn em kề bên. Vậy thế còn em thì sao? Anh đến bên em thì sao? Anh nói yêu em sao cái quá ngọt ngào. Lúc xa cơ anh gặp em, và em đã cố giúp anh. Để trả ơn kia anh đến bên em bằng nửa con tim mà thôi. À, đến có nửa con hả? Nửa con thôi anh, dễ vợ lớn em ơi. Hứa, hứa, hứa nguyên con. Để anh. Thái, 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 thái ơi. Vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ cao, họ trắng, da dài, tóc. Nên anh năm anh san mến mong thì anh còn nhớ thương chỉ người con gái đen thôi. Trời ơi, hay quá. Anh hay hãy quá. Về đi sum họp với gia đình. Tôi biết phận tôi chân phèn tóc trai thì làm sao sánh bằng người vợ của anh. Vậy thì hai người hãy nắm tay nhau đắp xây con đường hạnh phúc. Đừng nghĩ ngợi về tôi, một người con gái đen thui Thái ơi. Vậy kể từ đây đường anh đi đường tôi bước. Biết đến bao giờ mình gặp lại nhau, kẻ người đi mỗi ngã sao xuống trong lòng nỗi nhớ niềm thương. Chim xa rừng thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Ta là không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi hồi ai. Ai không buồn. La Lan, 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 La Lan. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Bị gì? Sao vậy? Bị gì nói lẹ? Bà nhiều chuyện quá. Sao vậy? Em bị gì? Em có thai. Trời ơi trời. Trời. Trời đất ơi, có thai. Có thai. Có thai rồi. Anh đâu có biết. Mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng 40 ngày rồi. Trời. Trời là 3 tháng 4 ngày. Trời. Em nói là sao? Hồi nào không biết. Nói gì? Em tính để cho anh bất ngờ. Trời ơi trời, bất ngờ. Bây giờ tôi bất ngờ. Có chị lên đây nói cho chị biết luôn. Chị ơi, chị là phụ nữ, em biết chị thông cảm hoàn cảnh của phụ nữ. Đúng ra em không có dành tránh thái với chị đâu. Nhưng mà bây giờ chuyện đã lỡ, em có thai rồi. Chị hiểu em đi. Nếu bây giờ chị với anh Thái hàn gắn lại,
Rồi lúc đó em với con em đi đâu? Em lang thang ngoài đường chó tha em sao? Cho nên chị là phụ nữ, chị thương em đi chị. Chị cho em cơ hội đi. Em có thai. Chị Thảo. Nhưng mà tôi còn yêu ảnh lắm. Chị yêu, chị thương là thương thôi. Khổ một nỗi là em ghiền ảnh. Trời ơi, sao cái gì con mẹ này cũng nói được em chứ à, trời. Em không biết ảnh là cái loài gì đó. Không phải loài quý hiếm gì mà sao em ghiền quá đi. Chị ơi. Thôi được rồi. Em nói hết tình rồi đó. Chị nghiên cứu cho em rồi, đi để đi. Em sống không nổi đâu. Thôi tôi thấy tình cảnh của cô tôi không nỡ. Dạ. Để từ từ tôi tính coi. Chị tính đi. Để chờ anh tính đi. Sao chị? Giờ sao trời? Hả? Chị còn trẻ, chị có cơ hội. Em lớn tuổi rồi đâu có ai dớt em đâu. Tin chị. Ờ thôi được dạ. Rồi. Dạ. Không mấy giờ tôi tính vậy. Sao chị? Tôi được rồi đó. Tôi thấy hai người sống cũng vui vẻ rồi dạ. Còn có con nữa, tôi giao ảnh cho chị luôn đó. Hả? Chị nói thật lòng đó à? Giao anh Thái thôi hả? Còn có cái xe đó. Nữa, cái xe ổng đi hát đó tôi giao luôn đó. Có xe anh đi hát? Giao ảnh với xe luôn hả? Ờ. Có nhà không? Trời ơi. Có luôn. Có nhà luôn? Ờ. Khi nào giao? Trời ơi. Giao liền, tôi chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị rồi. Thôi để vợ anh tính, vợ lớn người ta tính sáng suốt hơn. Giao luôn đó hả? Trời. Tôi mơ hay tôi tỉnh đi. Hồi đó giờ làm bé nhiều người chưa thấy con vợ lớn nào chịu chơi với con này hết. Cái giao nhà luôn. Thảo. Nín đi. Để lo cho con nè. Bây giờ trước khi á mà giao chìa khóa nhà thì để tôi giao trước mấy cái này. Cầm coi đi nghe không? Em nhận. Em là vợ bé em nhận chưa? Bill đó, bill, bill. Cái gì vậy chị? Cái này là bill tiền điện. Điện. 3 tháng rồi không có đóng cho nên nó cúp điện tới thui nhẹ trơn mấy đường mò vậy trơn trời á. 6 triệu tiền điện. Ừ. 6 triệu, không sao. Được rồi, để cái này để vợ chồng em tính tiền điện cho. Còn cái này cái gì đây? Này là bill tiền nước. Nước? Cũng chưa đóng luôn, thành nữa cho nên nó cúp nước rồi. Tôi phải đợi tối khuya tôi ra ngoài sông tôi tắm á. Trời ơi, mang nhục với hàng xóm. Được rồi, bao nhiêu tiền nước đây? 7 triệu. Trời ơi, hai vợ chồng tắm rồi uống luôn hả gì vậy? Có ghê không? Thôi kệ. Chúng ta tiền điện, tiền nước này để em gánh cho. Sở hữu căn nhà là được rồi. Rồi, đây. Chìa khóa xe sơ cua, chìa khóa nhà đầy đủ hết đây tôi giao cho cô đó. Cảm ơn chị. Thảo. Thôi, anh đừng có nói nữa. Em với anh Thái ở trong nhà đó nha. Sở hữu căn nhà đó. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Lấy cái nhà đó dưỡng thai nhưng mà tôi dặn nè. Dạ. Tụi nó nhỏ nè. Em ở trong nhà em dưỡng thai chứ em không có làm gì hết á. Ừ, nhưng mà cái nhà đó chỉ để ở thôi nha. Chứ không có được bán. Chị vô duyên quá, nhà của vợ chồng ta mà tự nhiên không cho bán. Ở muốn bán chứ. À thì tôi dặn vậy đó, còn thêm cái này nữa nè. Mà về nhà nhớ về Phi Phi á, rồi xong rồi cái đi vòng cửa sau, đừng đi cửa trước. Lý do gì? Tại sao nhà của tôi với anh Thái thì vô cửa trước, cửa sau gì mà cũng được, tại sao không cho vô cửa trước là sao? Ờ, tại vì cái nhà đó cầm 80 người rồi mà 80 con nợ, chủ nợ nó đứng đằng trước cửa nhà. Hả? Nhào vô một cái mà không có tiền trả rồi, nó xé xác ra đó. Hả? Thôi. Thôi nợ hả? Nhiệm vụ tôi đã xong rồi, bây giờ chúc hai người hạnh phúc, dưỡng thai đi nha cưng, tôi đi ạ. Có không? Thảo. Để suy nghĩ lại. Thôi, ôm cửa nợ này đi. Chìa khóa nhà nè. Ủa sao kỳ vậy? Lấy nhà dưỡng thai mà. Nói chơi thôi chứ đâu có thai. Đó thấy không? Đâu có thai đâu. Nhào vô ôm xôn cục nợ này cho chết hả? Tự nhiên nhào vô cả tiền điện, tiền nước. Nhà cũng không phải là nhà của tôi nữa. Anh Thái, thôi. Chia tay đi, em không có thai. Anh đừng buồn. Em nhường lại cho chị đó. Em La Lan. Cái gì? Em bỏ anh hả La Lan? Lấy ông cho La Lan hả? Tôi đi à. Thấy không? Nó giỡn mà, đâu có thai gì đâu. Đâu có gì đâu đó không? Anh lên đây đâu có gì đâu. Anh thương vợ con nhất. Anh hứa vợ nha, sau cái show ngày hôm nay nè, anh sẽ về quê. Anh về quê, anh ở dưới quê, lo cho vợ lo con luôn. Không bao giờ anh lên đây, lên Buôn Ma Thuột làm gì nữa chứ á. Nha. Thấy ghét quá à. Ừ, đừng giận anh nha. Nói chứ, cái vụ anh với cái bà La Lạc này em biết lâu rồi. Thôi vậy nhưng hả? Nhưng mà em biết là chồng em lúc nào cũng thương yêu vợ con hết. Mấy rồi. Người này chỉ là fan hâm mộ thôi.
chứ đâu có lẽ gì đâu, phải không chồng? Bởi vậy cho nên hôm nay nè, mới lên đem báo cho chồng một cái tin thiệt là vui luôn. Tin vui dữ lắm. Vui lắm hả? Vui dữ tin lắm. Gì vậy? Đợi chút xíu đi, đợi xíu em lấy cho anh coi cái tờ giấy này nè. Tờ giấy này vui lắm, anh đợi chút nha. Hồi hộp quá, gì vậy em? Hồi hộp lắm, anh đợi em chút đi. Trời ơi, giấy tờ trong này xong nó quá quá trời rồi. Để em soạn cái anh tờ. Nhanh đi em, nhanh đi. Coi cái tờ nào, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, 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 đây. Cái này nè, là tới chung là hồi hộp lắm đó chứ. Dạ. Anh cầm đi, khoan đọc liền, khoan đọc liền. Bây giờ cầm cái tờ này, rồi xong rồi ở đây chạy chương trình ha. Rồi cái em đi lại anh Bo về khách sạn gần đây đợi anh, rồi, phải không? Rồi. Cứ từ từ đi ha, rồi cái lát nữa anh em mình gặp lại ha, vợ chồng mình gặp lại nha. Rồi, trời ơi, thương chồng quá. Hồ, giờ đi nha, bye chồng. Ok, vợ. Giờ đi cẩn thận nha. Rồi, bye bye chồng. Thôi. Vợ mà Thảo về Bo ơi. Cái gì để chơi? Trời! Họ là ai? Họ là ai? Cơn đói từng ngày, cơn đói từng ngày, lang thang bơ vơ góc chợ khuya, giấc ngủ chưa yên, cơn gió lạnh, họ không nhà, không nhà. Đường đời sẽ đưa họ về đâu? Bóng tối phải quanh cả cuộc đời. Ai ngờ con đò chiều theo nước về đâu? Ai xui đôi mắt mẹ đẫm lệ từ ly? Nước sông nối cơn bão. Sông cao, sông cao, sông dậy kinh hoàng.